Đây là đao pháp quyết đao sao? Chỉ tiếc là không có sớm luyện. Vậy huynh luyện đao pháp quyết đao liền có thể đánh bại hắn sao? Đánh bại hay không ta cũng không biết. Có điều ta nhất định phải cùng hắn quyết trận tử chiến. Cô giúp ta canh giữ cửa. Chỉ cần nửa ngày ta sẽ luyện được vài chiêu. Chuẩn bị đền mạng cho sói con đi. Ngươi tưởng ta sợ ngươi chắc? Trả sói con cho ta. Quả thiết cắn, trả sói con cho ta. Tiểu tử, muốn chơi đấu trí thông minh với ta sao? Đợi kiếp sau đi. Gió không mạnh, đầu óc không tốt, cũng vô dụng thôi. Ta chặt một cánh tay của người trước, sau đó thoa kim sáng dược lên cho ngươi để tránh người chết. Thịt của người chết thật sự là không ngon đâu. Sau khi ăn xong, ta sẽ chặt cánh tay còn lại của ngươi. Ăn xong ngươi rồi thì nên đến lượt nha đầu họ Thủy đó. Được, ta nói ông biết, ta ông có thể ăn, nhưng mà ông tuyệt đối không được động vào Thủy cô nương, vì cô ấy là con gái của huynh đệ kết nghĩa của ông. Nói không sai. Nể tình cô ấy gọi ta một tiếng Hoa Bá Bá. Sao vậy? Ta có thể giết cô ấy trước rồi mới ăn cô ấy, tránh cho cô ấy chịu đau khổ. Như vậy cũng xem như ta xứng đáng với cô ấy rồi. Ông
nghi gì một con sói con phải ép buộc nhau đến vậy sao? Giết ông có ba lý do. Thứ nhất, bội tín bội nghĩa đầu hàng kẻ địch, xem là bất nghĩa. Thứ hai, vì để sống sót ăn mất thi thể của nghĩa huynh, xem là bất nhân. Thứ ba, chính là ăn mất sói con của ta thì phải đền mạng. Có khí phách, ngươi cứ đến đi. Địch thiếu hiệp tha mạng, địch thiếu hiệp thần công cái thế, qua mộ không là tiểu nhân có mắt không biết thái sơn, đã đắc tội ngươi rồi, tiểu nhân đê tiện vô sĩ, thật là làm ô nhục danh hiệu. Qua rơi nước chảy, đúng vậy, ngươi nói hoàn toàn đúng, ngươi là quân tử, ta là tiểu nhân, xin đừng nhớ tội tiểu nhân, xin tha tiểu nhân mạng hèn này, xin tha mạng. Nếu ta giết ông, e rằng sẽ làm bẩn con dao của Lục đại hiệp. Đại ca, huynh đã báo thù cho sói con của chúng ta chưa? Ta đã đánh bại ông ấy, nhưng ta, huynh không có giết ông ấy đúng không? Hay là ta lại đi tìm ông ấy? Không cần đâu, huynh không ra tay được đâu. Hoa Thiết Cán là người rất quý tính mạng của hắn. Ta còn nhớ cảnh tượng lần đó ông ấy cầu xin Quyết Đao lão tổ tha mạng. Ta biết huynh không giết ông ấy được đâu. Chính là không phải vì công phu của huynh không giỏi bằng ông ấy, mà vì trái tim huynh quá tốt. Đi thôi. Đình đại ca, vài hôm nữa chúng ta có thể ra ngoài được rồi. Đúng vậy. Cảm ơn huynh đã chăm sóc cho ta những ngày này. Nếu không có huynh, ta đã bị Hoa Thiết Cán giết từ lâu rồi. Không có gì. Thể ra ngoài rồi nên vui mừng mới đúng. Tại sao lại khóc chứ? Ta cũng không biết nữa. Chỉ là ta cảm thấy có chút đau lòng.
Qua đại hiệp, qua đại hiệp, qua đại hiệp, qua đại hiệp, huynh vẫn còn sống chứ? Bậy bạ. Ta vẫn chưa chết. Qua huynh, huynh vẫn còn sống, thật tốt quá. Mọi người đều đến rồi. Đến rồi. Sao vậy? Uông Tiêu Phong không đến sao? Chẳng lẽ huynh không nhìn thấy Uông Thiếu Hiệp sao? Không có. Có lẽ hắn đi lạc đường. Hắn đi sớm hơn chúng ta 2 ngày. Đúng rồi, Thủy cô nương đâu? Còn vị đại hiệp kia đâu? Một lời khó nói. Hoa huynh tự tay giết tổ tiên của Huyết Đao lão tổ. Từ nay về sau, Hoa huynh đương nhiên sẽ là thủ lĩnh của anh hùng Trung Nguyên. Mọi người noi theo mà làm, nghe theo phục tùng. Đâu có, đâu có. Đáng tiếc, ba vị đại hiệp gặp phải Huyết Đao lão tổ sát hại. Đúng thật đáng tiếc. Đúng, phải báo thù. Các huynh đệ, nào, đứng lên. Lại đây. Lại đây. Mọi người, tiểu tử này, cả người đều là võ công tà phái. So với sư phụ của hắn còn quý vị hơn. Bây giờ thấy mọi người vào đây, nhất định là muốn chạy trốn. Và cũng không biết hắn trốn đi đâu rồi. Các huynh đệ, có. Chúng ta đừng sợ vất vả. Chỉ có giết chết tên ác tặc đó mới được xem là đại công cáo thành. Đúng, giết hắn. Nói dớ dẫn. Người đó không phải là tên ác tặc. Huynh ấy là một chính nhân quân tử. Hoa Thiết Cán mới là một tên khốn kiếp. Trên thế gian này chỉ có cô ấy nói ta là chính nhân quân tử. Hoa Bá Bá, Quân Hiền Điệp, con đến đúng lúc lắm. Huyết Đao lão tổ đã bị ta giết chết rồi, nhưng tên tiểu gian tặc lại trốn thoát. Bây giờ nhiệm vụ khẩn cấp của chúng ta chính là bắt giữ tên tiểu gian tặc đó rồi giết chết. Tên tiểu gian tặc đó chính là hung thủ đã giết hại cửu cửu của con. Sao hả? Cha ta không phải do huynh ấy giết, không biết liêm sỉ. Bất hiếu quá. Quá bất hiếu. Bất hiếu quá, không biết liêm sỉ. Biểu muội, chúng ta nghe qua bá bá phân phó, trước tiên đi bắt tiểu ác tặc kia, đem hắn thiên đao vạn quả, tế cửu cửu của ta. Chuyện còn lại từ từ nói. Huynh ấy không phải tiểu ác tặc. Thật sự là ngay cả tiểu ác tặc cũng không thích kêu. Vậy hắn là ai? Đúng rồi, mau nói đi. Sao không nói chứ? Nói đi. Các vị bá bá, thúc thúc, các bằng hữu tốt, xin mọi người vất vả một phen. Kết thúc việc này, ta họ Uông tại đây lần lượt bái tạ đại ân đại đức của các vị. Không tệ. Mau đi bắt tên tiểu ác tặc kia. Đừng để hắn ra khỏi cốc. Đi. 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 Nếu nhìn thấy tên tiểu ác tặc kia, nhất định phải bắt hắn. Đi. Nhất định phải bắt hắn. Báo thù cho huynh đệ. Ta nói Thủy cô nương này giống như đóa hoa vậy. Tiểu ác tặc này trong nửa năm diễn phúc cũng không ít đâu. Đúng, khó trách tên họ Uông kia tình nguyện đội nón xanh.
Biểu ca, huynh đừng tin những lời vô nghĩa này. Ngay cả huynh cũng không tin ta. Biểu muội, chúng ta đi thôi. Huynh có tin những lời họ nói không? Lời đàm tiếu của người ngoài, ta để ý bọn họ làm gì? Biểu ca, huynh có tin không? Vậy là huynh đã tin rồi. Được rồi, ta không tin là được rồi. Không thể nào. Trong lòng huynh đã sớm tin những lời thô tục ngậm máu phun người này. Về sau, huynh đừng gặp lại ta nữa. Coi như lần này ta chết ở trong tuyết cốc luôn đi. Cũng không cần thiết phải như vậy. Người khác nói oan cho ta, vu khống ta, ta hoàn toàn có thể mặc kệ. Nhưng ngay cả huynh, huynh cũng không tin ta. Ngay cả huynh cũng nhìn ta hạ tiện như vậy. Ta không muốn gặp bất cứ kẻ nào hết. Không gặp bất cứ kẻ nào. Biểu muội, biểu muội, biểu muội, biểu muội. Biểu muội, đừng khóc nữa. Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Đây là cái gì? Là bộ y phục làm bằng lông vũ. Là bộ y phục làm bằng lông vũ. Là muội làm sao? Y phục của nam tử. Làm đúng là không tệ. Biểu ca, huynh đừng nghĩ bậy. Muội với huynh ấy không có. Sao y phục của hắn lại ở trên giường muội? Ta không muốn giải thích nữa. Huynh căn bản không tin ta. Thích nghĩ gì kệ huynh. Ung đệ hiệp, huynh nghĩ sai rồi. Biểu ca, tiểu ất tặc, ta sẽ giết ngươi. Ngươi có giết ta hay không cũng không sao. Chẳng qua ta muốn nói cho ngươi biết, thủy cô nương băng thanh ngọc khiết cưới làm vợ là phúc khí của ngươi. Ngàn vạn lần đừng tin lời nói bậy của người xấu. Đinh đại ca, mau đi đi, bọn họ sẽ giết huynh. Ta biết, chỉ là ta phải giải thích rõ ràng với hắn. Ung thiếu hiệp, ta là một người đê tiện, chịu chút oan khuất không tính là gì. Nhưng mà thủy cô nương băng thanh ngọc khiết không thể bị oan uổng. Ung thiếu hiệp, nhất định không thể oan uổng nàng. Hảo ý của huynh chỉ có kiếp sau ta mới báo được thôi. Họ muốn giết huynh, huynh mau đi đi. Ta muốn giết ngươi. Ta không muốn động thủ với ngươi. Xem chiêu. Biểu ca, biểu ca. Ung thiếu hiệp, chỉ cần ngươi không nghi ngờ sự trong sạch của thủy cô nương, ta sẽ đi. Phí lời. Đừng đánh nữa. Biểu ca, đừng đánh nữa. Biểu ca, đừng đánh nữa. Biểu ca. Biểu ca, ung đệ hiệp ta, ta không cố ý. Biểu ca, quên sao rồi? Biểu ca, mau đứng dậy đi, cút ra.
Định đại ca, Quynh mau đi đi. Họ đều muốn giết Quynh. Quynh mau đi đi. Đừng để tiểu ác tặc chạy mất. Biểu ca, ta cầu xin Quynh đừng đuổi theo. Biểu ca, muội đến bây giờ vẫn còn che chở cho hắn. Mau đến đây, tiểu ác tặc chạy sang hướng kia rồi. Đến đây, tiểu ác tặc chạy sang hướng kia. Biểu ca, mọi người mau đuổi theo. Đuổi theo. Không phải, các ngươi đừng tin mà. Không phải. Mau đuổi theo. Biểu ca, đừng mà. Chúng ta phải nhanh lên bắt cho được hắn, tên tiểu ác tặc đó. Biểu muội, tối hôm qua đánh muội là ta không đúng. Muội đi với ta, đi với ta quay về đi. Biểu ca, huynh còn tin lời họ nói không? Biểu muội, chúng ta quay về đi. Huynh vẫn là không tin tưởng ta. Huynh tin tưởng bọn họ. Làm sao? Muội vẫn đang nghĩ về tên tiểu ác tặc kia sao? Huynh ấy không phải tiểu ác tặc. Huynh ấy chính là chính nhân quân tử. Đến bây giờ muội vẫn biện hộ cho hắn ta. Đúng. Huynh ấy không phải người xấu, là chính nhân quân tử. Muội, ta, cho dù huynh có đánh chết ta, ta vẫn nói huynh ấy là chính nhân quân tử. Được. 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 Ta đi. Ta đi. Thủy cô nương, sao cô không đi cùng biểu ca của cô? Ta muốn đi cùng Quynh. Cái gì? Ta muốn đi cùng với Quynh. Xin mời minh chủ. Qua rơi nước chảy, qua lão anh hùng. Qua rơi nước chảy, qua lão anh hùng.
Hơn 10 năm qua, huyết đào môn ở Tây Dực, sau cái chết của Mai Niệm Sinh anh hùng, đã ức hiếp giang nam võ lâm ta không có người, đã nhiều lần xâm phạm giang hồ, làm hại bách tính. Mùa đông năm ngoái, Quyết Đao lão tổ điên cuồng ngang ngược cùng cờ có ý xưng bá võ lâm, cũng may nhờ có Qua Thiết Cán anh hùng, đao kiếm vẫn chưa già, võ công cái thế kinh thiên địa, làm quỷ thần khóc thét. Cuối cùng, ác tặc Quyết Đao lão tổ đã bị diệt. Khí thế chính nghĩa của Qua lão anh hùng uy trấn giang nam, ảnh hưởng cả võ lâm, thực sự là niềm tự hào của võ lâm giang nam ta, niềm tự hào của võ lâm giang nam ta. Qua rơi nước chảy, Qua lão anh hùng. Qua rơi nước chảy, Qua lão anh hùng. Qua rơi nước chảy, Qua lão anh hùng. Hôm nay, trưởng môn của 48 môn phái ở phía Nam đã tập trung tại Nhạc Dương, cùng nhau tiến cử Qua lão anh hùng làm minh chủ võ lâm. Từ đây, bách tính hạnh phúc tốt đẹp mỹ mãn. Qua rơi nước chảy, Qua lão anh hùng. Qua rơi nước chảy, Qua lão anh hùng. Qua rơi nước chảy, Qua lão anh hùng. Mời Qua lão anh hùng thượng tọa. Mời Qua lão anh hùng thượng tọa. Qua rơi nước chảy, Qua lão anh hùng. Người là ai? Lại to gan như vậy? Chiếc ghế minh chủ này ông không xứng. Xem ra trong giới võ lâm quả nhiên có cao thủ. Xin hỏi danh tính các hạ, từ nơi nào tới? Qua lão tặc, ông thật sự không nhận ra ta sao? To gan! Đinh! Hay cho một anh hùng thiếu niên, Qua mổ ta trí nhớ không tốt, thật không nhận ra anh hùng là ai. Qua lão tặc, chẳng lẽ ông đã quên chúng ta ở Tuyết Sơn Tây Vực đấu với nhau mấy tháng trời sao? Chính là tiểu gian tặc Quyết Đao Môn, mau bắt lấy hắn. Lên, lên đi. Các vị, hôm nay ta đến đây để tính sổ với Qua lão tặc, không liên quan đến các vị. Qua Thiết Cán, nếu như ông là một hảo hán, thì hãy nói ra hết toàn bộ chuyện ở Tuyết Sơn đi. Ta nói cho mọi người biết, ta vốn dĩ không phải là tiểu gian tặc gì của Quyết Đao Môn. Ta là đồ tôn của Mai Niệm Sinh đại hiệp. Ta tên Địch Dân. Hắn là Địch Dân.
nghe nói là đồ đệ của Đinh Điển. Đừng nghe hắn nói nhảm. Chính là tiểu gian tặc này đã giết chết Thủy Đại Hiệp. Mau lên cho ta. Lên đi. Sao đây? Đền mạng cứu cứu ta đi. Mạng cho ta. Ai vậy? Là biểu muội. Hoa lão tặc, cha ta kêu ta hỏi ông, tại sao bội tín vong nghĩa, ham sống sợ chết, lâm trận cúi đầu cứ quyết đau lão tổ xin tha? Sao vậy chứ? Chuyện này tin được không? Không ngờ mà. Qua lão tặc, Lưu Thừa Phong đại hiệp kêu ta hỏi ông, sau khi ông ăn thi thể của ba bá, đã ném đầu ông ấy đi đâu? Âm tàu địa phủ không nhận ma không đầu. Có ma, có ma. Qua lão tặc, tuyết cốc rất là lạnh đó. Lúc ông chuẩn bị rời cốc vẫn còn mặc bộ đồ lột ra từ người của Lục đại hiệp.
Lục Đại Hiệp trên đường xuống hoàng tuyền không áo che thân, ông ấy rất là tội nghiệp. Bá bá kêu ta hỏi ông đã ăn hết thi thể của ông ấy. Đúng rồi phải không? Nhanh tìm tay phải của ông ấy về đây. Ông ấy ở âm gian không thể dùng đao, sẽ bị kẻ khác ức hiếp. Con nói bậy, nói bậy. Địch Dân đã giết chết Huyết Đao lão tổ. Ông không chỉ tham công kêu là mình giết, còn để che giấu tội ác của mình. Ông không chỉ hủy hoại danh tiếng của ta, còn giết chết Thủy Phúc Bá và Ngọc Mama. Ông hại ta phải treo cổ tự tử. Hoa lão anh hùng tuyệt đối không phải là người như vậy. Đúng, đúng. Không phải. Ta mặc kệ các con là người hay ma, giết con trước rồi tính sau. Hay cho tên lão tặc độc ác sống chết làm nguy, ông sợ chết đầu hàng, hại cha ta chết thảm đúng không? Con nói bậy. Ông nghe đây, tốt nhất nên nói sự thật với mọi người, nếu không coi chừng mạng chó của ông. Đừng, đừng, đừng. Ta nói, ta nói. Nói lớn tiếng lên, ta không nghe. Ta nói, ta nói. Là ta tham sống sợ chết, là ta sống chết lâm nguy, đầu hàng. Thật không ngờ mà. Hắn là người như vậy sao? Ông vì muốn sống ăn thi thể của Lục Bá Bá và Lưu Bá Bá. Nếu không phải là ta và địch đại ca liều chết ngăn cản ông, cả cha ta cũng bị ông ăn thịt, có phải không? Phải, phải. Là ta muốn sống, ta muốn sống sót trở về. Hãy cho tên Hoa Thiết Cán giả nhân giả nghĩa đưa bọn ta vất giả như vậy. Các đại hiệp cùng lên đánh chết hắn. Mọi người đừng ồn, đừng ồn nữa. Nghe ta nói. Cũng là huynh. Thiết Cử và Thiết Cán này là minh chủ võ lâm của bọn ta. Sau này đồn ra ngoài kêu bọn ta làm sao đối diện với võ lâm. Đúng, đúng. Mọi người đừng ồn nữa. Địch đại ca, không cần dài dòng với họ. Giết chết tên xấu xa này, trả thù cho thân xác của hai vị bá bá. Sinh Nhi, Sinh Nhi, tha cho ta, tha cho bá bá đi. Địch đại hiệp, cậu đại nhân không nhớ lỗi tiểu nhân, giơ cao đánh khẽ. Hoa Thiết Cán ta không phải là người, ta là súc sinh. Ta không nên ăn thịt thi thể của hai vị nghĩa huynh của ta. Nhưng cuộc sống của ta cũng không dễ dàng gì. Ngày nào ta cũng gặp phải ác mộng, ngày nào cũng gặp ma. Bây giờ biết sợ rồi sao? Nếu không phải địch đại ca dùng thần chiếu công cứu lấy ta, ta cũng biến thành ma nữ rồi. Giết hắn, giết hắn. Là ngươi, là ngươi đã gạt ta, hại ta du oan cho biểu muội của ta. Ngươi là tên súc sinh lừa gạt. Sinh Nhi, Sinh Nhi, tha mạng cho ta, tha mạng cho ta. Hắn đúng là nỗi nhục nhã của võ lâm phương nam chúng ta. Phải, đúng là ô danh võ lâm. Giết hắn đi, giết hắn. Ta không gạt mọi người, ta không gạt mọi người. Từ đầu đến cuối ta có nói ta là đại anh hùng gì đâu. Đều là mọi người kêu ta là minh chủ võ lâm, cũng tại mọi người bắt ta làm như vậy thôi. Sinh Nhi, Sinh Nhi, người giết hai vị lão nhân nhà con không phải ta, là biểu ca của con. Cái gì? Biểu ca? Không, không. Biểu ca,
Thủy cô nương, đại thù của cô đã trả xong, ác tặc đã trừ khử, ta cũng nên đi rồi. Sau này cô cứ yên tâm mà sống. Cáo từ. Lý đại ca, huynh lại muốn đi không từ biệt sao? Huynh cứu lấy ta, lại còn thay ta báo thù, ta vẫn chưa kịp đa tạ huynh. Đâu có là gì. Không, ngày mai huynh phải đến nhà ta, ta mở tiệc để huynh ăn mừng. Đình đại ca, nếu huynh không chịu hứa, ta sẽ không để cho huynh đi. Vậy được, ngày mai ta sẽ đến nhà tìm cô. Dạ. Lục bá bá, Lưu bá bá, đại thù đã trả. Mọi người dưới suối vàng có biết, chắc cũng mỉm cười nơi chính suối. Dạ. Thù này trả được cũng nhờ địch dân đại ca. Huynh ấy là người rất tốt. Sau này con, người thân duy nhất chỉ có huynh ấy. Địch đại ca, huynh nếm thử trà vũ tiền ta pha cho huynh đi. Tại sao huynh không uống? Đây là trà ta đích thân pha cho huynh đó. Địch đại ca, ta vì huynh chuẩn bị một phần lễ vật. Ta không nói với huynh đâu. Địch đại ca. Tiểu thư. Là ông sao? Tiểu thư, đại hiệp gửi thư cho cô. Thế lấy đâu? Đi rồi. Đi rồi. Ông đưa xuống đi. Thủy cô nương, chờ sau khi ta làm xong công việc của mình, ta sẽ quay về thăm cô. Bảo trọng. Mỹ nhân, các người không được làm vậy. Không được làm vậy. Cha, 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 cha có sao không? Ngày mai đưa con gái ngươi tới phủ bọn ta. Nếu không, bọn ta sẽ quản luôn cái tửu lâu này. Đi. Nói thẳng ra là vô pháp vô thiên. Ông chủ à, chuẩn bị cho ta một bàn rượu thịt đầy đủ. Ta sẽ ăn thật ngon ở chỗ này. Ta nói hết nửa ngày, sao ngươi còn chưa đi nữa? Bữa ăn này ta nhất định sẽ ăn. Tránh ra, tránh ra, tránh ra, tránh ra. Dạ, tửu lâu này là của ngài đó. Đúng đúng. Dạ dạ, tiểu cô nương xinh đẹp của tiệm này cũng sắp thành người của gia rồi. Đợi ta nắm được trong tay, cũng sẽ cho các ngươi chút đồ ngon. Được 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 được, ta nữa. Có hết, có hết. Đừng lo, đi. Đi. Vào đi, vào đi. Vào trong đi. Tiểu cô nương ở đâu rồi? Nhạc phụ đại nhân, khi nào mới gả tiểu nương tử cho ta? Chuẩn nghị. Mau nói đi. Nhanh lên.
có phải là muốn gả nương tử của ta cho tên mặt trắng kia không? Đại gia, ta xin người tha cho con gái của ta đi, nó vẫn là một đứa trẻ thôi. Mẹ nó, con dám nói lý lẽ với ông, ta đạp chết người. Gia, gia ơi, đừng mà, đánh cho ta. Đánh. Lên, lên. Ôi mẹ ơi, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Ôi da ơi, da ơi, da ơi, da ơi, ôi răng của ta. Đừng tưởng tên mặt trắng này đỡ lưng cho ngươi. Xem ta, ngày mai làm sao bắt được con gái ngươi. Gia ơi, gia ơi, về thôi gia ơi, răng của ta. Thế sao hả? Lần này ông có thể yên tâm rồi. Tiêu rồi, lần này tiêu thật rồi. Cái gì tiêu? Bọn chúng bỏ chạy mất rồi. Hôm nay chúng bỏ chạy, vậy mai thì sao? Kia thì sao? Bọn chúng vẫn sẽ tới tìm con gái của ta. Tửu lâu này vẫn sẽ phải đổi chủ thôi. Thành thân rồi, mau tránh ra hết cho ta. Tránh ra, tránh ra. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng. Chúc mừng, chúc mừng. Gia ơi, đến rồi. Xuống ngựa đi. Gia, dựa theo nguyên tắc, người phải bế tân nương qua đây. Nào, nào, nào. Tiểu mỹ nhân của ta, xuống kiệu nào. Xuống kiệu nào. Đúng, xuống kiệu đi. Chắc là nàng ấy mắc cỡ, người phải bế cô ấy xuống. Được, được, được. Nương tử, để ta bế nàng xuống. Lão gia, lão gia. Đánh. Đánh. Giết nó. Lão gia, tha cho bọn ta đi, tha mạng cho bọn ta.
Xin tha mạng, tha mạng. Xem các ngươi còn dám ức hiếp dân lành không? Không dám nữa, không dám. Cút đi. Đi thôi, đi thôi. Làm phiền ông chủ mau lên chút. Bốc đủ rồi chứ? Đủ rồi, cầm lấy đi. Cầm lấy, cảm ơn. Đi thông thả. Cô là ai? Tại sao cô đi theo ta? Danh bất hư truyền, thiếu phu nhân của Dạng gia quả thật trong trắng trẻo dịu dàng. Chỉ đáng tiếc là mắt nhìn không tốt, lại chọn một trượng phu không mấy được trọng dụng. Cô, ta với cô vốn không quen biết, tại sao cô lại nói những lời làm tổn thương người khác? Đúng thật là lấy gà theo gà, lấy chó theo chó. Nhanh như vậy đã quên mất sư huynh cô rồi. Rốt cuộc cô là ai? Ta? Ta là đồ đệ của tên ghét nghèo thích giàu, thích những người không có bản lĩnh. Chúng ta tìm một nơi nói chuyện đi. Được. Bên đó có một quán trà nhỏ. Mùi mùi, mời ngồi. Cô gọi ta là gì? Lẽ nào ta gọi sai à? Tỷ tỷ quả nhiên thông minh. Cô và Quynh ấy ở bên cạnh nhau, đúng không? Quynh ấy, ta nói sư huynh của ta, Quynh ấy có khỏe không? Phu quân cô đối xử với cô tốt không? Rất tốt. Cô yêu hắn không? Nếu như sư huynh cô trở về tìm cô và Quynh ấy sẽ... Không. Ta là thiếu phu nhân của Dạng gia. Ta chỉ hy vọng sư huynh ta có thể tìm được người thật lòng tốt với Quynh ấy. Nhưng Quynh ấy không nhất định nghĩ như vậy. Cô giúp ta thuyết phục Quynh ấy. Trên thế gian ở đâu mà không có cỏ dại? Đừng vì ta. Quynh ấy nên ở cạnh cô mới đúng. Cô nói gì vậy? Sư tẩu, nhớ ai lại nhớ nhập tâm như vậy chứ? Không có gì. Sư tẩu, tẩu gần đây ốm rồi.
Kệ sao, vết thương của sư huynh không quá nặng, nhưng làm tẩu kiệt sức như vậy. Mấy thuốc này là thuốc gì? Không có gì, đều là thuốc được bóc theo phương thuốc của Lăng Trung đưa. Ta về trước đây. Giả ngay thẳng gì với ta chứ? Còn không phải là nhớ tên mặt trắng đó sao? Các ngươi nhìn đi, nhìn rõ chưa? Chính là tên tiểu tử này, theo dõi chúng ta suốt chặng đường. Hôm nay ta phải bắt hắn. Không cần vội, chúng ta bàn kế hoạch đã. Đây là bánh bao hấp của ngài. Nào vị công tử này, bánh bao của ngài, bánh bao, ăn bánh bao đi. Tiểu tử, đi theo bọn ta lâu như vậy, vất vả lắm đúng không? Bánh bao tới đây. Tên khốn kiếp, trời ơi, bánh bao của ta, đuổi theo. Ôi đổ bể hết rồi. Tên tiểu tử này, rốt cuộc ngươi là ai? Ta là kẻ thù của cha con Dạng thị. Đuổi theo, đi. Địch Dân, ông thực sự xác định là Địch Dân? Không còn gì nghi ngờ, là tự hắn nói. Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Vài ngày trước, những người thuộc hạ phái đi ở Tế Châu tận mắt chứng kiến hắn giết Trần Đại Chủy, cho nên ta luôn bí mật theo dõi hắn. Được, công lao của ông không nhỏ đâu. Đa tạ đại nhân. Nếu như quả thật Địch Dân đến Kinh Châu, hắn nhất định sẽ đến Dạng gia. Như vậy, ông phái người theo dõi cho ta, tuyệt đối không được đánh rắn động sà. Dạ. Người đâu? Lão gia, thắp đèn hết lên. Dạ. Đóng cửa lại, ta muốn thay y phục. Dạ. Tâm sư ca, nửa đêm sư phụ triệu tập mọi người, đã xảy ra chuyện gì? Chắc là chuyện của kẻ thù. Sư phụ, chúng con đã tụ họp rồi, nghe sư phụ căn dặn. Tốt, con vào trước đi. Dạ. Sư phụ, có kẻ thù tìm đến chúng ta, con biết không? Là ai? Đệ tử không biết. Người này cải trang thành Lăng Trung bán thuốc, hôm nay từng đến nhà chúng ta. Đệ tử từng nghe qua. Nhưng người này là ai? Đệ tử thật sự không biết. Người này giả dạng cải trang, ta cũng không tận mắt thấy hắn, không nắm chắc nội tình. Như vậy đi, sáng sớm ngày mai con đến thành Bắc điều tra kỹ lưỡng. Con ra ngoài trước đi, ta còn có chuyện phân phó. Dạ. Tôn quân vào đi. Dạ.
Đệ tử Tôn Quân bái kiến sư phụ. Có kẻ thù tìm đến chúng ta, con biết không? Dạ. Đệ tử vừa nghe được ở ngoài cổng. Sáng sớm mai con đến Thành Nam điều tra thử. Ta sẽ kêu Ngô Khảm điều tra ở Thành Tây, để Bốc Viên đến Thành Đông. Phùng Thản và Khảm Thành phụ trách tiếp ứng báo tin. Giảng sư ca con thương thế chưa khỏi, nó không thể ra ngoài. Dạ. Giảng sư ca nên dưỡng thương nhiều hơn. Con ra ngoài đi. Dạ. Ngô Khảm vào đây. Sư phụ, có kẻ thù tìm đến cửa rồi, con biết không? Đệ tử nghe sư phụ nói ngoài cổng rồi, là Thảo Đậu Lang Trung đó. Sư phụ, đệ tử tìm hắn đến trị thương cho sư huynh, đệ tử không ngờ hắn là kẻ thù. Xin sư phụ tha cho con, người này cải trang giả dạng, con không nhận ra, ta cũng không trách con. Như vậy đi, sáng sớm mai con đến Thành Tây điều tra kỹ càng. Nếu như nhìn thấy người này, nhất định phải chú ý nhiều hơn. Dạ sư phụ. Ngô Khảm, chuyện bản thân con làm, còn không mau gánh chịu, lẽ nào để ta ra tay sao? Sư phụ, người kêu đệ tử nhận lỗi gì chứ? Ngô Khảm, con đúng to gan, con trong ứng ngoại hợp, dẫn giặc đột nhập vào Thành Kinh Châu, muốn làm một đại án. Sư phụ, con làm đại án gì? Con tưởng ta không biết sao? Con dẫn tên Lang Trung bán thuốc đó đến Thành Kinh Châu. Thực ra người này chính là Giang Dương Đại Đạo. Ngô Khảm, con cấu kết với hắn, muốn xông vào đây. Sư phụ, con muốn xông vào. Con muốn xông vào Đại Lao Tri Phủ, cướp lấy mệnh phạm Triệu Đình, có đúng không? Ngô Khảm, con còn muốn chối cãi à? Sư phụ, đệ tử không dám. Chuyện lớn như vậy, sao có thể tính như vậy được? Để nói ta là trộm, vậy để nói ta biết, ta trộm thế nào? Ở đâu? Khi nào? Huynh, để mau giao ra đây cho ta. Tại sao phải giao ra cho huynh? Bởi vì ta là đại sư huynh. Được, ta giao cho huynh. Được. Bây giờ con không muốn nói cũng được. Ta cho con thời gian một nén nhang, từ từ suy nghĩ. Ngô Khảm,
Rốt cuộc con có chịu tội không? Sư phụ, người nể tình con là đệ tử. Tha cho con đi. Tha hay không, không phải con nói là được. Quỳ xuống. Chân thành nhận lỗi. Sư phụ, quỳ xuống. Sư phụ, đây là người ép con. Đừng trách đệ tử. Con muốn làm gì? Sư phụ, cha, sư phụ, sư phụ, sư phụ, cha, sư phụ, cha, người sao vậy cha? Người sao rồi? Ta, Ngô Khảm đâm ta một dao, nhảy ra ngoài cửa sổ rồi. Sư phụ, người không sao chứ? Ta chăm sóc cha ta, mọi người đuổi theo, đừng để hắn chạy thoát. Được, nhanh lên. Cha, con dìu cha đến giường. Cha. Mau, bắt thích khách, đừng để hắn chạy. Nhanh lên. Nhanh lên. Đừng để hắn chạy thoát. Quỳ Nhi, có người nghi ngờ không? Cha, người yên tâm, tuyệt đối không có. Cha giả đúng là giống như việc giết thích trường phát thật, không có nửa điểm sơ hở. Cha, cha đáng thương quá. Cha, A Phương đó phải làm sao? Chuyện này vẫn dùng cách ban đầu đối phó với cô ta, phải làm cho người không biết quỷ không hay. Không được để cô ta hủy hoại gia phong của Dạng gia, cũng đừng để cô ta hủy hoại danh tiếng của cha con chúng ta, vẫn là cha anh Minh. Còn sao vậy? Tay của con đau quá, vết thương rất đau. Làm sao mới tốt đây? Huy Nhi, con đau quá. Con dùng thuốc đó có tác dụng nào không? Cha, không có thuốc giải, thuốc gì cũng không được. Đại sư huynh, bây giờ chúng ta phải làm sao? Chúng ta lên đó xem vết thương của sư phụ thế nào rồi. Đi. Dạ, có người. Sư phụ, người sao rồi? Sư phụ, vết thương của người sao rồi? Không sao. Tiểu tử đó công phu không mạnh. Sao ta có thể dạy ra một đồ đệ như vậy chứ? Sư phụ, ngươi đừng buồn quá. Cậu tặc Ngô Khảm này bản tính không tốt, không liên quan đến người dạy dỗ. Đúng sư phụ, Ngô Khảm này là thứ vong ân bội nghĩa. Hại người như vậy, đệ tử như chúng con đau lòng không sao? Đợi chúng con bắt được hắn, chúng con sẽ xử lý hắn. Có đồ đệ như các con, trong lòng y sư rất vui. Buôn ba cả một đêm rồi, các con quay về nghỉ ngơi đi. Có Khuê Nhi ở đây được rồi. Đúng, mọi người về nghỉ ngơi đi. Được, đi thôi. Đi. Tiệm viện hậu viện đều tìm cả rồi, sao ngay cả một bóng người cũng không có? Đúng, Ngô sư huynh chạy đi đâu được chứ? Đại sư huynh, đại sư huynh, chuyện hôm nay có chút không đúng. Ta cũng thấy vậy. Khảm Thành, các đệ qua đây. Mọi người nói lục sư đệ phản bội sư môn, là tại sao chứ? Không biết. Hắn làm như vậy có lợi ích gì? Liệu có liên quan đến Liên Thành Quyết không? Liên Thành Quyết, ta cảm thấy tối này sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Khảm Thành tốt gì, hãy để ra ngoài xem thử. Nếu như có chuyện gì đó, lập tức quay về báo ta biết. Dạ. Các sư đệ, đến phòng ta một chuyến. Được. Cha. Cha. Bọn họ đi cả rồi. Thi thể ở dưới giường, chúng ta nên làm sao? Vẫn là dùng cách cũ đối phó Thích Trường Phát. Xây tường. Vẫn xây ở trong nhà. Đúng. Hai người chết ở trong nhà rồi. Chuyện này phải bí mật.
Nếu như hai cha con chúng ta đồng tâm hiệp lực, đợi khi chúng ta phát tài, còn sợ không có nhà để ở sao? Cha, người nói có được Liên Thành Quyết, chúng ta sẽ giàu nhất thiên hạ. Lẽ nào cái đó không phải là bí kíp võ công gì đó, mà là kim ngân tài bảo? Đúng. Đương nhiên không phải bí kíp võ công. Có một kho báu lớn được giấu trong kiếm phổ. Thì ra là như vậy. Quá tốt rồi. Mai Niệm Sinh muốn đem kho báu này tặng cho người khác. Đâu có dễ như vậy. Quy Nhi, kiếm phổ chúng ta vừa lấy được, mau mang ra đây. Dạ. Cha, lấy giấy bút mau. Chiêu thứ nhất của Liên Thành Kiếm Pháp đến từ Phong Kiều Giả Bạc của Trương Kế. Cha, bác là chữ bác. Bác Nguyệt Lạc Ô Đề Trương Mãn Thiên Giang Phong Như Quả Đối Sầu Miên. Đúng. Chữ thứ 8 là chữ Giang. Giang, nhớ. Chiêu thứ 2 của Liên Thành Kiếm Pháp là Trùng Kinh Chiêu Lăng của Đỗ Phủ. Trùng Kinh Chiêu Lăng. Chúng ta xem thử. Năm 51. Một năm một mười. 15, 20. Chữ Lăng. Giang Lăng. Quả nhiên đúng là ở Kinh Châu. Chiêu thứ ba chắc là Lương Châu Từ của Dương Chi Quán. Quần Hà Diễn Thượng Bạch Dân Giang. Nhất Phiến Cô Thành Dạng Sơ Sang. Chữ thứ 11 là chữ Thành. Thành Giang Lăng. Dạ. Nhỏ tiếng thôi. Đúng. Không được quá đắc ý. Đúng. Quê Nhi, tâm của cha cả đời không uổng công rồi. Bí mật này cuối cùng cũng có được. Kẻ thù đó tại sao lại muốn tặng kiếm phổ đến cho chúng ta chứ? Ta hiểu rồi. Cha, tại sao? Kẻ thù có được kiếm phổ này, hắn không đoán được bí ẩn trong đó thì có ích gì đâu. Mỗi một chiêu của Liên Thành Kiếm Pháp đều là một bài thơ đường, cho nên cũng gọi là kiếm pháp thơ đường. Người của môn phái khác dù võ công thông thiên, hắn cũng không biết. Trên đời này chỉ có hai người, ta và Ngôn Đạt Bình biết được chiêu thứ nhất là câu gì, chiêu thứ hai là câu gì. Cha, tên gọi của kiếm pháp thơ đường có phải cha từng dạy bọn con không? Tuần tự đều bị đảo lộn rồi. Cái cả cha cũng không dạy thật. Ta có 8 đệ tử. Sớm tối mọi người đều ở cùng nhau. Ta chỉ dạy mình con. Bọn họ chắc chắn sẽ phát hiện. Làm như vậy. Cha, con thấy âm mưu của bọn họ nhất định là như vậy. Trước hết giao Liên Thành Kiếm Phổ cho ta. Sau đó dùng thủy ấn in ra mấy chữ. Đợi lúc chúng ta lấy kho báu, bọn họ sẽ là một đối thủ đáng chú ý. Đúng. Chúng ta mỗi bước phải cẩn thận. Đừng để cực khổ uổng phí không có được bảo tàng. Cuối cùng tính mạng cũng mất. Cha nói đúng. Chiêu thứ tư là Ức Giang Nam của Bạch Cư Dị. Là 27. Đúng. 27. Đúng rồi. Tay ta sao ngứa vậy chứ? Cha, thứ 27 là một năm 1, 10, 15, 20.
Không thể là Giang Nam sao? Thứ 27 là chữ Nam. Thành Giang Nam Lăng. Giấc mơ của chúng ta thành hiện thực rồi. Quỳ Nhi, cha, sao tay cha toàn là mực vậy? Để con xem. Ngứa quá. Cha đừng gãi. Cha, cha, hình như độc vào cặp đốm của Ngôn Đạt Bình. Tuyệt đối đừng gãi, đừng gãi. Độc này từ móng tay của cha lây qua. Con dâu cha đem Liên Thành Quyết ngâm vào trong máu. Trong máu có độc. Độc bò cạp của con đã lây qua miệng vết thương của cha. Cha, cha trúng độc không nặng. Chúng ta dùng nước rửa đi. Đào Hồng đem nước qua đây. Cha, cha bị hồ đồ rồi. Vì Đào Hồng đã sớm bị cha đuổi đi rồi. Vậy con mau lấy nước qua đây. Dạ. Cha, có nước rồi. Cha, đau quá, đau quá. Cha, tay của cha sao rồi? Đau lắm. Có thể là không được bỏ vào trong nước. Không sao, chỗ con có thuốc giảm đau. Tuy là không thể giải độc nhưng tạm thời có thể giảm đau. Mau, mau lấy đi. Quỳ Nhi, cha đi với con. Cha mau lên. Quỳ Nhi, đợi ta. Quỳ Nhi. Không được, bọn họ nhận định ta và Ngô Khảm có tư tình. Một khi gặp ta nhất định sẽ giết ta. Hơn nữa luận về võ công, luận về cơ trí, ta kém họ rất xa. Trước mắt chỉ có thể đi tìm sư ca ta. Ra muốn phải làm sao? Sao ta bỏ lại con bé được chứ? Đau chết ta rồi. Quỳ Nhi, Quỳ Nhi. Cha, nhanh lên. Đến rồi, đến rồi. Kêu lớn tiếng như vậy sẽ làm ra muốn tỉnh giấc. Cha, cha chịu đau một chút. Quỳ Nhi, cha, thuốc giảm đau của con sao không có tác dụng? Cha, cha. Ta chịu hết nổi rồi. Chịu. Cha, cha làm gì vậy? Chặt tay cho ta. Chặt tay của ta đi. Chặt đi. Cha, sao con có thể chặt đứt tay của cha chứ? Chỉ có Liên Thành Quyết có thể giữ mạng. Cần đôi tay này có ích gì chứ? Cha, tay của con, tay của con cũng đau nữa. Đau chết ta rồi. Đau chết ta rồi. Cha, cha muốn làm gì? Cha, cha, cha không sao chứ? Cha, Quỳ Nhi, nếu chúng ta đã không có được Liên Thành Quyết, ai cũng đừng mơ có được. Cha đừng xé. Cha đừng xé. Ai cũng đừng mơ có được nó. Cha đừng xé. Cha, tay của ta. Ra muốn ngoan. Con nằm yên đừng cử động. Đừng cử động. Chúng ta không có được, người khác cũng đừng mơ có được. Cha, cha làm gì vậy? Tay của ta, tay của ta. Sao vậy? Hai người bị sao vậy? Phương Mùi, mau đi tìm Lang Trung, hỏi ông ta thuốc giải. Nhanh lên, nhanh. Đây là thuốc giải. Con đưa nó cho ta. Đưa cho ta, đưa cho ta. Đứng yên,
Ai dám cử động một chút, ta sẽ đổ thuốc giải xuống dưới, cả nhà đều chết. Phương muội đừng, ta chỉ cần nghiêng tay thì thuốc giải đổ hết. Đừng. Con dâu ngoan, nghe ta nói. Con dâu, con yên tâm. Nếu như con đưa thuốc giải cho ta, ta nhất định để con đi cùng bố khảm. Cha, cha. Ngoài ra, ta cho con thêm một vạn lượng bạc để con mãi mãi sống tốt. Nếu trong lòng con có hắn, Khuê Nhi không giữ con lại nữa. Con yên tâm đi, đưa thuốc giải cho ta. Con người ông đúng là bỉ ổi vô sĩ. Phương muội, chỉ cần muội muốn đi theo Ngô Khảm, ta quyết không cản. Mau đưa thuốc giải cho ta. Hai người đúng hồ đồ quá rồi. Lúc này còn suy nghĩ bỉ ổi như vậy. Ta chỉ muốn hỏi hai người một câu. Hai người thành thật trả lời, ta lập tức đưa thuốc giải cho. Được, nói đi. Con cứ nói. Cha ta đâu? Rốt cuộc hai người làm gì ông ấy rồi? Cha con, chuyện cha con ta thật sự không biết. Ta luôn nhớ lão sư đệ của ta. Sư huynh đệ bọn ta lại là thông gia. Đây là chuyện tốt biết mấy. Lúc nào rồi mà ông còn nói dối ta? Ta hỏi ông, cha đã bị ông hại chết có đúng không? Cách thức hại chết ông ấy giống như cách hại chết Ngô Khảm. Không có. Hai người đã đem thi thể hắn xây vào bờ tường, đúng vậy không? Sao cô biết được? Đừng. Khuê Nhi, không được làm liều. Con dâu ngoan, đưa cho ta. Đừng dứt. Đưa ta. Mẹ ơi, thả ra muốn sống. Đừng ép ta, không liên quan đến con bé. Phương muội, muội đừng ép ta. Nếu muội không đưa thuốc giải cho ta, mẹ, ta sẽ giết chết ra muốn. Không. Cha, mau, mau. Cha, trói cô ta lại. Thả ta ra. Khuê Nhi, con lượm cho kỹ, đừng để chừa lại. Cha, không hay rồi. Kiếm quyết đều bị gió thổi bay hết rồi. Cái gì? Làm sao đây? Không sao. Nếu chúng ta đã biết là thằng Nam Giang Lăng, cộng thêm một phần liên thành quyết còn lại, vẫn có khả năng tìm được nơi đó. Thành Nam Giang Lăng. Đi. Hình như là Bốc Viên và Thẩm Thành. Còn thấy rõ sao? Không sai, nhất định là hai người họ. Vậy thông tin của chúng ta không phải bị lộ rồi sao? Á tiện nhân này xử lý sao đi? Chuyện không được chậm trễ. Lập tức ra tay. Nữ tiện nhân này xử lý giống như cha của ta. Tên họ Dạng, ngươi giết chết ta cũng được, nhưng ngươi hãy nể tình chúng ta là phu thê. Sau khi ta chết, ngươi phải chăm sóc rau muống thật tốt. Cha ơi. Được, Dạng Khuê. Cha, việc có phải diệt tận gốc, thứ này không được để lại. Nhưng mà cha, các người đúng là nhẫn tâm, ngay cả trẻ con cũng không tha. Cứu mạng. Mẹ ơi, đem chôn cô cùng với cha cô, gọi là cha con trung huyệt, rất có ý nghĩa. Mẹ ơi, đi. Mẹ ơi, đại sư huynh, mười mấy năm nay, tại sao sư phụ trước giờ không dạy chúng ta liên thành kiếm pháp? Lúc đầu gấp sức, nói mọi người đều sẽ có lợi, nhưng mà lợi ích đâu không thấy. Đúng vậy, giống như lúc đầu lập kế cướp tam sư tổ vậy. Đại sư huynh, để biết rồi. Chuyện gì? Ở thành Tây Giang Lăng. Thành Tây Giang Lăng, đúng. Thành Tây Giang Lăng gì chứ? Mẹ ơi. Quỳ Nhi, cha, ta đi phá tường. Con kéo thi thể Ngô Khảm ra đi. Dạ.
Mẹ ơi, con sợ lắm. Cha ta là bị lão tặc này chôn trong bức tường đó. Mẹ ơi, Phương à, ta vẫn luôn coi cô như con gái mà đối đãi, nhưng cô thì sao? Cô luôn phản bội Giản gia. Nếu như cô đã nhớ phụ thân cô cũng tốt, vậy ta sẽ thành toàn cho cô. Mẹ ơi, còn con nữa, rau muống nhỏ, không phải con nhớ ông ngoại sao? Hôm nay ông nội con đưa con đi gặp ông ngoại con xem đi, ông ấy đang ở trong đó. Cha, cha, quản cái gì? Cha, Ngô Khảm mất tích rồi. Không thấy Ngô Khảm nữa. Đúng, ở trên giường, sau rèm cửa, trong thư phòng, con tìm không thấy thi thể hắn đâu nữa. Không lẽ là bốc viên Thẩm Thành giở trò quỷ? Cha, có khi nào hắn chưa chết, ngưng thở nửa ngày rồi hắn sống lại không? Nói bậy, cha con là ngũ dân thủ hiển hách trong giang hồ, võ công trong tay rất lợi hại, chẳng lẽ tới một tên đồ đệ cũng không bóp chết được? Đúng là Ngô Khảm bị cha bóp chết, nhưng không biết tại sao lại không tìm thấy thi thể. Quả nhiên cha ta bị nguy hại chết. Lẽ nào cái gì? Lẽ nào hắn âm hồn không tan biến thành cương thi? Nói linh tinh. Xem ra chuyện này chúng ta bị bại lộ rồi, không thể đợi ở thành Kinh Châu được nữa. Cha, chúng ta phải xử lý bọn chúng trước, rồi sau đó tìm thi thể Ngô Khảm. Mẹ ơi, con sợ. Phương muội, là muội có lỗi với ta trước. Muội chết rồi tuyệt đối đừng hận ta. Con tiện nhân, sắp chết đến nơi rồi, còn ở đó dám phản kháng.
Cha ơi, cha ơi, đừng giết mẹ mà. Đừng mà. Cha không cần rau muống nữa hả? Cha không cần mẹ nữa sao? Đừng giết mẹ mà. Đừng mà. Đừng giết mẹ mà. Cha đừng giết rau muống mà. Cha ơi. Quỳ Nhi, con không muốn sống nữa à? Con mau ra tay. Cha ơi đừng mà. Ra tay. Cha ơi. Cha ơi. Cha không cần rau muống nữa hả? Cha không cần mẹ nữa sao? Cha ơi. Tránh ra. Sư phụ, con không thở được. Sư phụ. Là kẻ nào dám giả thần giả quỷ? Đại sư huynh, huynh không báo thù cho đệ hả? Tên trộm mưu khẩm, lẽ nào ông đây lại sợ một tên cương thi như ngươi? Rốt cuộc ngươi là ai? Ta chính là địch dân mà ngươi hại mãi không chết. Địch dân? Sư muội. Sư ca. Là ta. Ta là địch dân. Là sư ca của muội. Sư ca. Là huynh đúng không? Muội không nằm mơ chứ? Muội không nằm mơ. Ta đây. Đây không phải mộng. Ông trời tội nghiệp ta, hôm nay cũng cho ta gặp được muội rồi. Sư muội. Sư ca. Muội vẫn luôn được gặp huynh trong mơ. Đây không còn là mơ nữa đúng không? Sư muội. Đây không phải là mơ. Đây là sự thật. Hôm nay ta ở đây đã nhìn thấy tất cả. Sư muội, muội yên tâm. Sau này ta sẽ không rời xa muội nữa. Sư muội. Vậy chuyện tối hôm nay huynh đã thấy hết rồi. Hai tên điên cuồng mất trí này làm ra những chuyện nghịch thiên bất đạo. Ta nhìn thấy cả rồi. Cha. Cha. Cha ơi. Không có. Cha ơi. Cha ơi. Không có ai hết. Sư phụ. Sư phụ. Không có. Lẽ nào cha muội không bị họ hại chết? Sư phụ. Rốt cuộc ông đã làm gì cha ta rồi? Kẻ nào làm kẻ nấy chịu.
Cha ngươi bị ta hại chết rồi. Có việc gì thì cứ tính sổ với ta. Cha ta đã bị ông hại chết rồi. Vậy thi thể ở đâu? Ở trong bức tường đó. Không có. Trong đó không có cha ta. Lẽ nào người chết kia không phải là hắn? Qua đây. Nhìn đi, nhìn đi. Sư phụ ta rốt cuộc ở đâu? Ta không biết. Ta thật sự không biết. Lẽ nào trên đời này có cương thi thật sao? Dạng chân sực, ông đừng có lừa ta. Rốt cuộc ông giấu sư phụ ta ở đâu? Ta không hề lừa ngươi. Ta thật sự không biết. Địch dân, dạng chân sực, đám súc sinh các ngươi hại ta thành ra như vậy. Các ngươi giết sư phụ ta, lừa gạt sư muội ta. Các ngươi, các ngươi quá độc ác. Hôm nay ta nhất định có thù tất báo, trả lại những gì ông đã gây ra cho ta. Địch dân, giao đi. Phương muội, Phương muội, tên khốn, biết như vậy ta giết ngươi sớm rồi. Giao đi. Giang Lăng Thành Tây. Giang Lăng Thành Tây lớn như vậy, chúng ta biết tìm ở đâu? Đúng, tìm ở đâu? Lẽ nào Liên Thành Quyết này chỉ có vỏn vẹn 4 con chữ? Nếu chỉ có vỏn vẹn 4 chữ lại trong phạm vi lớn như vậy, vậy thì khác nào có như không? Để chưa nghe phần sau của khẩu quyết hả? Hay là cố ý không nói ra? Đại sư huynh, huynh đây là có ý gì? Ý gì? Tự để biết mà. Huynh đang nói ta lừa huynh. Trong lòng ai chột dạ thì người đó tự hiểu. Huynh, sư huynh, chúng ta đừng làm tổn hại hòa khí huynh đệ. Bác sư huynh, ngồi, ngồi đi. Đại sư huynh, chúng ta không nên giống sư phụ và sư thúc. Chúng ta là huynh đệ tình thân. Hôm nay chúng ta không bàn về Liên Thành Quyết. Chúng ta uống rượu. Uống rượu. Đệ đi lấy rượu. Sư huynh, bỏ đi. Cho dù chúng ta lấy được kiếm phổ, nhưng lại ảnh hưởng đến hòa khí huynh đệ. Rau muống à? Rau muống tỉnh lại đi. Rau muống tỉnh lại đi. Rau muống, mẹ ơi, con sợ lắm. Ngoan, con đừng sợ. Mọi chuyện qua hết rồi, biết không? Đi, đi với mẹ nha. Sư muội, chỗ này không tiện ở lâu. Chúng ta mau đi thôi. Mẹ ơi, đây chính là rượu đổ khang mà để giữ 5 năm. Nào, uống. Được, uống đi. Muốn nói khẩu quyết này, hai chúng ta vừa nghe được 4 chữ thì bị sư phụ phát hiện. Nếu không phải chúng ta chạy nhanh là đi uống canh mạnh bà rồi, sao còn thấy được mọi người? Đúng, đúng, đúng. Đúng. Nếu như chúng ta không muốn nói với mọi người thì còn trở về làm gì? Nói xem đúng không? Đúng. Hơn nữa hai người Giang Chấn Sơn, cho dù biết được Liên Thành Quyết, lẽ nào lại không dựa theo khẩu quyết mà đi tìm? Qua mấy ngày nữa, chúng ta dùng ngân lượng phái người đi tìm tung tích, nhất định sẽ tìm ra bảo vật. Ý hay đó. Đến lúc đó 6 huynh đệ chúng ta phát tài, vậy là cùng nhau phát tài rồi. Nào, cạn ly. Cạn. Cạn. Nói cho các người biết, đến lúc đó chúng ta cùng nhau đi. Vậy đi. Đi. Sư mẹ,
Sương muội nhanh lên. Mẹ, chúng ta đi đâu vậy? Ngoan, chúng ta cùng đến nơi khác cùng với Rau Muống Cửu Cửu. Nhanh lên con. Đi đâu? Thư phòng. Đi. Kỳ lạ, hai cha con họ để lại trạch viện lớn như vậy, có thể chạy đi đâu rồi? Có thể tới thành Nam Đào Bảo Vật rồi. Chúng ta tới chậm một bước, vết nhầm hơn bỏ sót. Lấy tất cả đi. Đau quá. Sao vậy? Ngô Khảm. Ngô Khảm. Sao hắn lại chết ở đây? Lẽ nào là sư phụ? Dù sao đi nữa cũng là huynh đệ gắn bó. Chôn hắn trước đi. Nhanh, Thủy cô nương đang đợi chúng ta. Nhanh lên. Nhanh lên. Đà. Mẹ ơi, Ra Muốn muốn về nhà tìm cha. Cha còn là kẻ xấu, chúng ta không cần nữa. Cha không phải là kẻ xấu. Cha thích Rau Muống. Thích Rau Muống. Rau Muống ngoan. Ngoan quá đi. Cha đi rồi, không về nữa đâu. Mẹ lừa con. Cha không đi. Con muốn về nhà tìm cha. Rồi muốn không khóc. Đừng khóc nữa con. Con muốn tìm cha. Lại lần nữa nào. 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 Mẹ lừa con. Cha không đi. Con muốn tìm cha. Phương muội, Tam ca, ta mua cái này cho muội. Muội thích không? Nào, ta cài cho muội. Rất đẹp. Sư muội nào, để ta. Sư muội, chúng ta đi nhanh một chút. Thủy cô nương đang đợi chúng ta. Sư ca. Sư ca, muội muốn trở về lấy chút đồ. Sư muội, trời không còn sớm nữa, chúng ta không kịp đâu. Muội đừng về. Không sư ca, chúng ta đi quá vội vã. Muội muốn trở về lấy cho Ra Muốn mấy bộ đồ, rất nhanh sẽ trở lại. Được, ta đi với muội. Không, không cần đâu. Nếu như bị người khác nhìn thấy thì sẽ lại xảy ra chuyện. Muội đợi một lát, muội sẽ về nhanh thôi. Được rồi, muội đi nhanh về nhanh. Mẹ ơi, Ra Muốn đừng sợ, Cửu Cửu ở bên con.
Tam ca, Quỳnh sao rồi? Tam ca, Tam ca, Quỳnh mau chạy đi. Quê Nhi, mau giải huyệt cho ta. Tam ca, muội chỉ muốn hỏi Quỳnh một câu. Quỳnh có từng yêu muội không? Vậy ta muốn hỏi muội, muội có từng yêu ta không? Cẩn thận, cẩn thận. Đi, mau đi thôi. Muội nói đi, muội sao vậy? Mẹ ơi, sư muội, muội sao vậy? Sư muội, sư ca, muội có lỗi với Quỳnh. Sư muội, có phải là tên khốn dạng Quỳnh? Người ta nói một ngày làm phu thê ơn cả trăm năm. Muội bỏ đi, đừng trách muội. Sư ca, muội không thể nhẫn tâm, không thể nhẫn tâm để rau muống không có cha. Muội đã Quỳnh ấy sư muội, có phải muội quay về cứu hắn không? Hắn làm phản đâm muội một đau. Muội ngốc lắm đúng không? Không, sư muội, hắn đúng là một tên khốn, tên khốn kiếp. Ta muốn giết hắn. Sư ca, đừng mà, đừng đi. Sư ca, sư muội, mẹ ơi, mẹ ơi, nghe lời rau muống. Rau muống đừng khóc nữa, ngoan đi con. Sư muội, có chuyện này Quỳnh phải đồng ý với muội. Đời này muội không còn gì bận lòng nữa, chỉ là muội không yên tâm về rau muống. Muội giao con bé cho Quỳnh, xin Quỳnh niệm tình nó
chỉ có một mình, không còn người thân thích giúp muội chăm sóc tốt con bé, được không? Được, ta đồng ý với muội. Sư ca, vốn dĩ muội muốn mãi mãi giữ cái túi này bên mình, bây giờ muội đưa nó cho Thủy muội muội. Sư ca, Thủy muội muội là một cô nương tốt. Sư ca, Thủy muội muội rất tốt với huynh. Huynh đồng ý với muội, nhất định phải biết quý trọng cô ấy, yêu thương cô ấy. Được, được, ta đồng ý với muội. Ta đồng ý với muội. Mẹ ơi, mẹ ơi. Sư ca, huynh xem, Lương Sơn Bá còn có Chúc Anh Đài. Một con là huynh, một con là muội. Hai người chúng ta cứ như vậy bay qua bay lại, bay qua bay lại, mãi mãi không rời xa. Không rời xa. Mẹ ơi, mẹ không cần rau muống nữa hả? Mẹ ơi, mẹ đừng đi mà. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, con muốn mẹ cùng bắt bươm bươm với con. Mẹ ơi, mẹ ơi. Mẹ ơi, mẹ không cần rau muống nữa đúng không? Ta thật sự quá ngốc. Sao ta lại không chịu giết tên khốn kia rồi chôn chúng vào tường? Sư muội, sư muội, ta mặc kệ muội nghĩ ra sao, ta nhất định sẽ tìm tên khốn kia báo thù cho muội. Thủy cô nương, rau muống ta giao lại cho cô, ta phải đi báo thù cho sư muội. Đình đại ca, ta đợi huynh, đợi huynh ở tuyết cốc, nhưng nói không chừng sẽ tìm rất lâu, có thể là một năm, hai năm, thậm chí rất lâu. Nếu một năm huynh vẫn chưa về, ta sẽ đợi huynh một năm. Hai năm huynh chưa về, ta sẽ đợi huynh hai năm. Cả đời này huynh chưa về, ta sẽ đợi huynh cả đời. Rau muống đi thôi.
Cha. Giang Khuê, cuối cùng ngươi cũng xuất hiện. Cha, ngươi cho rằng lão tử chỉ có một chút bản lĩnh sao? Lão tử năm đó là Dẫn Nghệ đầu sư, Bát Quái Thần Truy Thái Bảo là sư phụ đầu tiên của lão tử. Cha, đây. Kiến thức. Dạng Chân Sơn, ngươi chạy không thoát đâu.